Lãnh đạo Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ vào sáng nay đã đến làm việc và kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu tại tổng kho xăng dầu Mekong thuộc Công ty Cổ phần Dầu khí Mekong, Công ty Petro Mekong. Công ty Petro Mekong có văn phòng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với 10 chi nhánh trực thuộc, thực hiện chức năng kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Công ty có một tổng kho xăng dầu, 9 kho trung chuyển xăng dầu và 52 cửa hàng xăng dầu trực thuộc phân bổ khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Về kinh doanh tại Cần Thơ, công ty có 4 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 9 khách hàng ký hợp đồng thương nhân nhượng quyền, 14 khách hàng ký hợp đồng thương nhân phân phối. Tuy nhiên, tại thành phố Cần Thơ, hệ thống cửa hàng bán lẻ khá thấp. Đơn vị đề nghị lãnh đạo địa phương tạo điều kiện hỗ trợ để phát triển thêm hệ thống cửa hàng nhằm góp phần đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn về nguồn cung. Bên cạnh đó, tại tổng kho xăng dầu Mekong, khu công nghiệp Hưng Phú 2A, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng khiến việc lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị cũng có 2 cửa hàng đang nằm trong diện quy hoạch giải tỏa. Do đó, công ty mong được thành phố và các ngành hữu quan hỗ trợ giải quyết. Đại diện đoàn công tác, lãnh đạo Sở Công Thương đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công nhân viên công ty Petro Mekong cung ứng xăng dầu trong giai đoạn khó khăn về nguồn cung thời gian qua. Trên tinh thần tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, Sở đã giải quyết ngay những phần việc thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Những vấn đề liên quan đến Ủy ban Nhân dân các quận huyện, Sở sẽ có công văn kiến nghị xử lý. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của thành phố, Sở Công Thương sẽ có văn bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố và đề xuất có hướng hỗ trợ.